Xin chào toàn thể các quý vị và các quý đạo hữu đang theo dõi chương trình về khoa học tâm linh phi vật thể. Thì hôm nay chương trình của chúng tôi lại tiếp tục giao lưu và trả lời các cái câu hỏi của mọi người từ các nơi gửi về cho chương trình. Trước hết chúng tôi xin trả lời một câu của bạn Minh Phương và một số bạn khác hỏi thế này: Xin chào chương trình và tiến sĩ, cho em hỏi việc bố mẹ đưa các con đi đến chùa, đến văn miếu để mong đỗ đạt cao, thi cử đậu cao liệu có tốt không ạ? Bởi theo em được biết, đi cầu xin điều gì ắt hẳn sẽ phải trả lại một thứ gì đó, vậy mới đúng luật nhân quả chứ ạ. Mong chương trình tư vấn và cho em lời khuyên. Em xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bạn đã có câu hỏi hay và đánh đúng vào tâm lý của mọi người. Có con đi thi và chẳng phải con đi thi đâu, kể cả những ông người lớn. Và đầu tiên thì tôi suy ra từ tôi, xong bắt đầu đi tỉa tót xem những bạn bè chiến hữu xung quanh xem có giống như vậy không. Thì tôi nói thật, hồi ngày xưa là khi tôi còn nhỏ, mỗi lần đi thi mình thì mình cũng tin và mình cũng không biết tin. Nhưng cụ già ông bố tôi ấy, cũng là một cái nhà nho, nhưng mà mỗi một lần đi thi ông lại ra cổng nói cho những người hàng xóm biết rằng là mình đang chuẩn bị đi thi đấy, những đàn bà con gái phía xấu không được đi. Bảo ông gọi này, chuẩn bị, đã đến giờ đi thi rồi đấy, chuẩn bị đi. Ông nói với mình nhưng thực ra nói với thiên hạ. Rồi là thực ra ông lại còn đã đứng ở ngoài ngõ, ông ấy quay trở về, tức là ý nói là đón ngõ, nhưng gặp đàn ông cho vía may. Và có cả những cái chuyện thậm chí mình thì không đi ấy, nhưng mà các ông có khi hôm trước cũng vậy, hoặc là đi thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Rồi là những cái nào quan trọng thì có khi các vị cũng khi đi lên chùa để đình miếu để đi xin. Đấy là cái trường hợp của mình đã. Tôi mà không làm thì các cụ bố mẹ cũng làm. Xong bây giờ lớn lên thì thực ra mà nói, cái tâm lý của mình khi mình có con đầu năm, tôi dẫn trẻ con đi những đầu năm, tôi mới thấy dẫn con đi nơi đình chùa nào kia thì tôi cũng đưa bọn trẻ con hồi lên đấy xe máy lai vào văn miếu. Mục đích của mình thắp hương văn miếu, nhưng mà cũng cho nó một cái tư tưởng giới thiệu đây là các vị thờ, đây là đền thờ về những cái vị trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Mình hướng dẫn là con người là phải đi theo cái hướng trí tuệ như vậy, cái bậc thờ, những cái bậc mà cái trường đại học đầu tiên ở văn miếu như thế nào thông qua cái việc đấy. Và thực ra mà nói tôi thì tôi không mê tín, nhưng mai con mình đi thi hay đi đâu chăng nữa cũng tối trước cũng thắp hương, cũng không phải là mang lễ lạt gì đâu, nhưng mà thắp là nén hương trong mình cũng cầu nguyện cho mai để các con các cháu đi thi mọi việc. Mà bây giờ thì kể cả gia đình tôi thì nó cũng thế, cũng làm an tâm. Thì đây, những cái việc ấy, thắp hương ở văn miếu hoặc đình chùa miếu mạo để cầu nguyện cho con cháu mình đi thi, nó xấu hay tốt? Tôi nghĩ rằng nó cũng không có gì xấu. Ít ra mình cũng được cái gì? Mình cũng được một cái sự an tâm, và có khi cũng là một nguồn động lực nhắc con cháu con phải bình tĩnh đi thi nhá, không sợ gì cả. Đã thắp hương các cụ trời Phật và các cụ tổ tiên phù hộ rồi, yên tâm mà thi. Tức là cho một cái động lực, ít nhất cho một cái động lực. Hoặc là như chúng ta đi đá bóng ở sân kia chẳng hạn, thì yên chí có kéo cả đoàn đi cổ vũ, thì đây cũng là một sự cổ vũ về mặt tâm linh. Cho nên là nó không chỉ là một cái tập tục đâu, mà nó có một ý nghĩa rất quan trọng, là nó là mang lại cái đời sống tinh thần, mang lại cái trấn an về mặt tư tưởng. Và nó đấy cũng là một cái yếu tố kích thích
Đó, yếu tố tích cực kích thích sự tự tin cho mỗi con người. Và dù có đúng hay sai, nhưng mình nghĩ rằng xung quanh mình có các bậc tâm linh, có các cụ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, rồi trời, rồi Phật, các lực lượng an lành đang ủng hộ mình, thì mình bắt đầu mình tích cực lên. Và mình nghĩ có khi mình mà đem làm cái gì xấu, hay là chép bài, hay làm cái gì đấy, có khi trời Phật đang đứng cạnh cũng lo lo. Thôi mình yên trí về để làm bài, tức là cho mình một cái ý thức tích cực. Và vì đã con cháu đã đi xin ở cửa Phật, cửa Thánh hoặc tổ tiên ông bà, cho nên đi thi cũng phải nghiêm túc, chứ không có lẽ trời Phật để phù hộ cho cái chuyện ăn gian nói dối hay sao. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà trước khi đi thi dẫn con đến văn miếu, hoặc dẫn ở chỗ này chỗ khác thắp hương và nguyện làm bài cho nó tốt, cho xứng đáng, thì đây tôi nghĩ rằng đây cũng là một yếu tố động viên, yếu tố tích cực. Cũng như chúng ta gọi điện thoại, mai đi thi nhá, chúc tốt lành nhá, hoặc là lên đường đi máy bay, chúc lên đường may mắn nhá, hay đầu năm chúc vạn sự bình an, đấy cũng là động viên. Một cái liều thuốc kích thích tinh thần cũng là một yếu tố tích cực, và cũng là chưa không phải chỉ là một cái yếu tố tín ngưỡng thuần túy, mà cái này nó không chỉ ngày xưa mà cả thời nay và mãi mai sau. Vì một cái niệm an lành, một cái lời chúc hoặc lời nguyện an lành đến các đấng thiêng liêng, ngay siêu hình, kể cả cho mỗi người thân chúng ta, cũng đều mang lại cho thần thức chúng ta yếu tố tích cực, và làm cho cái sự hưng phấn trong não của mỗi con người. Thì chúng tôi cũng đang định làm một cái đề tài thống kê xem là những cái trường hợp đi thi hay là đi làm ở dịch đó, chúng ta có sự cầu nguyện trợ duyên theo một hướng tích cực, chứ không phải là tiêu cực là gì, thôi bây giờ cứ trời Phật phù hộ cho nên không còn học bài, không còn làm gì, không phải, mà vẫn làm, bạn lại có thêm cái yếu tố đó nữa, thì nó đạt kết quả bao nhiêu. Và khi không là cũng cái cố gắng, ví dụ như ta cố gắng 5 phần, bên kia cũng cố gắng 5 phần, là có thêm cái yếu tố đó thì kết quả nó có khác đi không, thì chúng ta phải làm một cái thí dụ tương đương, chứ không thể lấy một cái ví dụ này là thôi bên này ta không học nữa, ta cứ làm cái điều xấu xem là có đỗ không, để tôi chứng minh cho anh biết rằng cái việc cúng bái của anh không có tác dụng gì, không phải. Tức là khi ta đã thí nghiệm cái gì, ta phải cho điều kiện đầu vào hoàn toàn tương đương nhau, và ta thêm cái yếu tố nào nữa thì ta thống kê phải 100 vụ thì chúng ta sẽ có một cái kết quả để trả lời cho các bạn. Thì trước hết hôm nay chúng tôi mới chỉ trả lời bạn, đó là cái bài thuốc tâm lý an tâm, mang tính an thần và mang một cái yếu tố tích cực là động viên trợ duyên cho cái phần tư tưởng. Còn có cái yếu tố thần linh, trời Phật có đứng bên cạnh hay không, thì chúng ta cũng lại phải có một cái cuộc thí nghiệm dài hơi khác và công phu khác. Thế này trả lời rằng cứ cúng Phật với trời đứng ra thì sẽ được phù hộ thi đỗ, thì có khi chúng ta lại mang một nội dung tiêu cực là gì, vậy thì bỏ qua cái yếu tố tự lực của cái thí sinh. Lúc ấy chúng ta, ngày xưa tôi cũng nghĩ ông già tôi bà đi cúng rồi là đi đón ngõ, tôi cũng hơi bực mình, thế bảo làm thế này thì nay mai mình đỗ đạt, thì có khi các ông lại cho rằng do vía của các vị đây, chứ không phải thế thì cái tài học hành sớm hôm dầu đèn của mình vứt đi à, thì do các vị Phật vị Thánh, thì còn có nghĩa là mình thì không còn là giỏi nữa, nay mai này cứ đi rêu rao thằng này nó đỗ là do đi thắp hương cho Phật thờ Thánh, còn nó thực ra nó chẳng giỏi gì. Ngày xưa tôi bé thôi, nó bắt đầu tôi ngó nghĩ hơi chống đối với việc đó, nhưng bây giờ ta phân tích theo một cái góc độ khác. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng là yếu tố quan trọng nhất vẫn chỉ là yếu tố tự lực, còn yếu tố kia là trợ duyên động viên mà thôi. Cảm ơn bạn.